Tại quận Cẩm Lệ, cơn mưa cũng đã gây ngập lụt cục bộ tại một số tuyến đường và các vùng trũng thấp trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV tại khu vực đường Yên Thế, Bắc Sơn, phường Hòa An. Mưa lớn đã khiến cho tuyến đường Yên Thế, Bắc Sơn, đoạn giao nhau với đường Cao Sơn Pháo ngập nặng. Ghi nhận của phóng viên Thời sự vào lúc 8 giờ sáng, mực nước ngập cao dâng lên vỉa hè và có nguy cơ tràn vào nhà dân. Người dân ở đây cho biết đã từ nhiều năm nay, đoạn ngã tư Cao Sơn Pháo giao Yên Thế, Bắc Sơn là một trong những khu vực thường xuyên ngập lụt mỗi khi có mưa. Có trời mưa là có nước dần. Hầu như là cái đường cống thoát nước á, từ cái phía khi hồ điều tiết trở lại đây. Khi mà có nước là dưới kia nước không rút thì ở đây làm sao mà nước chảy được. Ở đây là 40 năm rồi. Từ khi mà chưa giải tỏa mặt bằng ở đây cái khu vực này. Thì lúc đó là không có lụt như thế này. Tại sao mà khi chưa giải tỏa kinh doanh thì không ngập lụt, mà bây giờ giải tỏa mặt bằng rộng thoáng mở rồi mà hai ngập lụt. Mưa ngập cục bộ tại một số tuyến đường cũng khiến cho nhiều phương tiện tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn. Nhiều xe ô tô phải tìm cách quay đầu chuyển sang tuyến đường khác để tránh tình trạng chết máy. Một số người điều khiển phương tiện xe máy phải xuống đi bộ hoặc dắt xe lên vỉa hè. Các hoạt động buôn bán, kinh doanh và sinh hoạt của người dân địa phương bị ảnh hưởng. Khu vực Hòa An, Yên Thế, Bắc Sơn này là tới mùa mưa nào cũng ngập lụt, làm cho cuộc sống của người dân ở đây là cũng gặp nhiều khó khăn. Mùa mưa thì nhiều khi là vô nhà mình là vô cỡ 70-80 là bình thường. Mình muốn thành phố hỗ trợ cho người dân ở Yên Thế, Bắc Sơn này là nạo vét kênh mương sớm, còn sớm còn tốt. Người dân ở đây cũng yêu cầu rằng cái nhà nước có cái kế hoạch hỗ trợ để thoát nước cái đường cống. Tình trạng ngập lụt đô thị liên tục tái diễn hiện đang là mối quan tâm lo lắng của người dân thành phố, đặc biệt tại các vùng thấp trũng. Người dân địa phương luôn mong mỏi một giải pháp mang tính căn cơ để giải quyết vấn đề ngập lụt cục bộ, để yên tâm ổn định đời sống.